Vâng, xin chào toàn thể quý anh chị đang xem video của Hoài Thương Bất Động Sản chuyên mua bán nhận ký gửi khu vực thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An và thành phố Thủ Đức ạ. Hôm nay thì em giới thiệu tới quý anh chị video tiếp theo, đó là về đất nền thuộc khu dân cư Phú Ông Thịnh 10 thuộc phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương ạ. Hiện tại thì em đang đứng tại đường 22m thuộc trục đường D1 của khu dân cư Phú Ông Thịnh 10 ạ. Đường này thì có lộ giới là 22m bao gồm cả vỉa hè nha anh chị. Ở đây thì biển âm nước máy, vỉa hè cây xanh nha anh chị. Phía trước anh chị nhìn thấy có chỗ vây tôn á, là đó là đất thương mại dùng để xây chợ nha anh chị. Hiện tại thì chợ chưa hình thành, về tương lai thì chợ sẽ hình thành nha anh chị. Quy mô của khu Phú Ông Thịnh 6, 9, 10 thì hơn 1.200 hộ dân nha anh chị. Ở đây khá là rộng luôn ạ. Và hôm nay thì em giới thiệu tới quý anh chị một lô đất diện tích là 60m2 để anh chị tham khảo mua ở cũng như là đầu tư. Và từ đây thì mình di chuyển ra đường DT743A thì chỉ tầm chưa tới 100m đâu nha anh chị. Phía trước đó là cổng của khu dân cư Phú Ông Thịnh 10 ạ. Và phía trước đó là cái dãy nhà phố của Phú Ông Thịnh 10 nha anh chị. Dãy nhà phố này thì kéo dài mặt tiền DT743A là 500m nha anh chị. Ở khu này thì đang xây dựng cũng khá là nhiều rồi nha anh chị. Và con đường phía trước là đường N5 thuộc Phú Ông Thịnh 10 ạ. Đường này thì có lộ giới là 12m bao gồm cả vỉa hè nha anh chị. Vỉa hè thì mỗi bên 3m nha anh chị. Hiện tại đây thì anh chị cũng thấy thì nhà cũng đang xây dựng cũng khá là đông luôn ạ. Vâng, đây chính xác là cái lô mặt đất mà em muốn giới thiệu tới quý anh chị ạ. Lô đất này thì có bề ngang là 5m và chiều dài là 12m nha anh chị. Tổng diện tích là 60m ạ. Từ cái cây này sang bên cột mốc này nha anh chị là có bề ngang 5m ạ. Cái cây này thì nó đứng giữa hai nhà nha anh chị. Đường này là đường thông nha anh chị. Ở đây thì đang có một căn nhà đang rao bán là hơn 5 tỷ nha anh chị. Chính xác là 5 tỷ 350 triệu ạ. Là chính là căn nhà này nha anh chị. Căn nhà này thì có thang máy nha anh chị. Lô đất 60m2 này thì có hướng là Tây Tứ Trạch, phù hợp với những quý anh chị có cung mệnh là Tây Tứ Trạch ạ. Từ vị trí của khu dân cư này thì mình di chuyển sang làng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ tầm 5 phút thôi nha anh chị. Và gần ở đây là có khu du lịch Thủy Châu ạ. Khu du lịch Thủy Châu thì mình di chuyển chỉ tầm 2 phút thôi ạ. Rất là gần luôn ạ. Từ vị trí này thì mình di chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai cũng khá là tiện lợi luôn nha anh chị. Và sát bên đó là đường quốc lộ 1K nha anh chị. Giao thông ở đây rất là thuận tiện ạ. Từ đây thì mình di chuyển về siêu thị Big C thì chỉ tầm 5 phút thôi nha anh chị. Và di chuyển về Thủ Đức thì chỉ tầm hơn 5 phút thôi nha anh chị. Cũng rất là gần luôn ạ. Hiện tại thì mức giá cho lô đất này là 2,8 tỷ, có thương lượng chính chủ và có hỗ trợ ngân hàng nha anh chị. Anh chị quan tâm thì để lại thông tin hoặc liên hệ cho bên em để đi xem đất thực tế ạ. Đây là cổng khu dân cư Phú Ông Thịnh 10 nha anh chị. Con đường bên này là con đường N5 và đường trục đường 22m này là đường D1 nha anh chị, của khu dân cư Phú Ông Thịnh 10. Tới đây mình di chuyển ra đường DT743 rất là gần. Đường DT743 thì đối diện cái dãy nhà phố thì có siêu thị tiện lợi là siêu thị Vinmart ạ. Và phía trước này thì có một quán ốc nha anh chị. Quán ốc rất là tối, quán ốc thì buổi tối khá là đông khách luôn nha anh chị. Quý anh chị quan tâm thì để lại thông tin hoặc liên hệ cho bên em ạ. Vâng, video hôm nay đến đây kết thúc. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo ạ. Xin cảm ơn ạ.